Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Tin nóng, mạng được chuẩn bị để chuyển đổi Pi sang USD khi mở Mainnet. Truyền thông toàn cầu kỳ vọng vào việc khai trương Mainnet của Pi Network, kỷ nguyên vĩ đại của đổi mới kỹ thuật số. Thưa quý vị, Pi Network gần đây đã công bố một bước tiến đáng kể trong quá trình chuẩn bị hướng tới việc mở mainnet của họ. Trong bản cập nhật mới nhất trên GitHub Pinwork, các dấu hiệu cho thấy dự án đã âm thầm tiến hành thử nghiệm để chuyển đổi Pi thành đô la. Tầm quan trọng của động thái này không thể được phóng đại, tích hợp với XLM, mã thông báo của Stellar, mang đến cho Pinwork khả năng chuyển đổi Pi thành hơn 40 loại tiền điện tử và tiền tệ fiat được mạng Stellar hỗ trợ. Bằng chứng rõ ràng trên GitHub Pinwork cho thấy rõ ràng các thử nghiệm đang diễn ra để chuyển đổi USD. Bước này không chỉ đơn thuần là một bước tiến bộ kỹ thuật. Nó đều bật cách tiếp cận tỉ mỉ của nhóm PICO trong việc đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và lên mạch khi cởi chạy Menet. Trong bối cảnh blockchain thường xuyên xảy ra các sự cố bảo mật, bước này thể hiện sự thận trọng và chính xác của Pinewood trong việc giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Những người tiên phong trong cộng đồng Pinewood được khuyến khích tập trung vào phát triển cộng đồng và hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung đáp. Việc chờ đợi mainnet mở đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nó cho phép họ trực tiếp tham gia vào việc đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạng. Quy định của Pinewood trong việc thử nghiệm chuyển đổi Pi đô la nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thúc đẩy công nghệ blockchain hướng tới tính toàn diện và chức năng. Điều này đánh dấu một điểm then chốt trong quá trình phát triển của Piningwook, chuyển từ một dự án thử nghiệm sang một nền tảng có tiềm năng rộng hơn trong việc sử dụng nó. Việc quan sát các bước tiếp theo của Piningwook trong hành trình hướng tới mainnet sẽ rất hấp dẫn đối với những người quan sát trong ngành. Có nhiều dự đoán đáng kể về những phát triển tiếp theo liên quan đến khả năng chuyển đổi Pi-USD và tác động của nó đối với việc áp dụng và sử dụng mạng. Truyền thông toàn cầu kỳ vọng vào việc khai trương Mainnet của PNQ, kỷ nguyên vĩ đại của đổi mới kỹ thuật số. Trên toàn thế giới, các kênh tin tức và cơ quan truyền thông lớn đều háo hức chờ đợi sự kiện khai trương Mainnet rất được mong đợi của PNQ sự hiện diện của pinigurk trong mắt công chúng đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sâu sắc đặt ra câu hỏi về tương lai của công nghệ blockchain và tác động của nó đối với thế giới kỹ thuật số pinigurk đã thu hút sự chú ý toàn cầu với cách tiếp cận độc đáo để trình bày một nền tảng tiền điện tử toàn diện và dễ tiếp cận hơn Cách tiếp cận minh bạch và cởi mở của nó trong việc xây dựng cộng đồng đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông toàn cầu đang quan sát sâu sắc những bước tiến của nó. Việc mở mainnet sắp tới của Pineworks được coi là một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực blockchain. Mức độ dự đoán cao này phản ánh niềm tin rằng Pineworks có tiềm năng to lớn để mang lại sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật số. Với tầm nhìn đầy hứa hẹn, Pinnacle đặt mục tiêu không chỉ trở thành người chơi chính trong không gian tiền điện tử, mà còn là nhà cung cấp chính các giải pháp hiệu quả và toàn diện cho cơ sở người dùng toàn cầu. Điều này đã trở thành chủ đề thảo luận chính giữa các nhà bình luận trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau. Việc khai trương mainnet của Pinnacle cũng được coi là thời điểm có khả năng thay đổi mô hình về cách chúng ta nhìn nhận toàn bộ công nghệ blockchain. Dự đoán của truyền thông toàn cầu phản ánh hy vọng về tác động đáng kể mà Pinnacle có thể mang lại trong việc đón nhận những đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số lớn hơn. Với nhiều tính năng và chức năng được hứa hẹn khác nhau của Mainnet, các nhà quan sát và phân tích kỹ thuật số đang háo hức chờ đợi để chứng kiến Pinnacle sẽ đưa ra những thay đổi đáng kể như thế nào trong hệ sinh thái blockchain. Sự mong đợi đáng kể từ các phương tiện truyền thông toàn cầu khác nhau phản ánh kỳ vọng về vai trò của Pinwork trong việc mang lại sự đổi mới đáng kể trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số. Một kỷ nguyên của sự đổi mới kỹ thuật số đáng kể dự kiến sẽ bắt đầu với việc khai trương mainnet của Pinwork. Với nhiều hy vọng, thế giới kỹ thuật số đã sẵn sàng chào đón một chương mới trong hành trình của Pinwork và sự mong đợi từ nhiều phương tiện truyền thông toàn cầu khác nhau là minh chứng cho sự mong đợi về tác động đáng kể được mong đợi từ việc Menet mở của mạng Pi